Xin chào quý vị và bà con, chúng ta lại đến với kênh Nông nghiệp 24 giờ. Thưa bà con, quý vị khán giả, hiện tại thì tôi đang có mặt tại hợp tác xã nhân giống và bảo tồn động vật Thái Nguyên, có địa chỉ tại xóm Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Và thưa bà con, quý vị khán giả, cũng theo yêu cầu của bà con, quý vị khán giả gọi điện đến chương trình có hỏi đến chương trình đó là cái thời điểm nào để vào cái giống dúi thích hợp và tốt nhất. Và cái câu hỏi thứ hai nữa là có một bạn trẻ có gọi điện đến chương trình, bạn cũng đang mong muốn nuôi khoảng độ 10 cặp. Thì cái chi phí làm chuồng trại cũng như là cái lợi nhuận sau một vài năm thì nó sẽ như thế nào. Thì hôm nay tôi đã kết nối được với chỗ anh Lâm đây. Anh Lâm là một người cũng rất là lâu năm chăn nuôi các loại động vật và nhất là con dúi. Vâng ạ, thưa anh Lâm, là cái thời điểm nào là cái thời điểm thích hợp nhất cho một số những cái loại giống dúi mà hiện nay theo anh nó tiềm năng cũng như là cái nhu cầu thị trường nó đang thì rất là đón nhận ạ? Vâng, chào anh, vâng. Chào các bạn trẻ. Theo một số câu hỏi chương trình cần tư vấn giải đáp thì mình cũng có một số cái vấn đề cần phải giải đáp cùng với bà con. Vâng ạ. Đầu tiên nữa là về cái mùa để chúng ta vào giống của con dúi là có thể vào được quanh năm, nhưng chúng ta lại né những cái ngày như thế này trong quanh năm đấy. Dạ. Có thể 4 mùa đều vào được. Vâng. Nhưng thứ nhất là né thời tiết rét đậm rét hại. Dạ. Thứ hai là thay đổi thời tiết gió mùa, áp thấp nhiệt đới, mưa dầm gió bắc và nắng nóng cực độ. Là những cái vấn đề đấy là khi chúng ta vào giống là nó sẽ khiến cho con dúi chúng ta rất là mệt và hay xảy ra thiệt hại. Đấy, nếu mà chúng ta mà vào giống to không sao, nhưng nếu những con bé như thế là thiệt hại rất là cao. Nên chính vì thế khi chúng ta vào giống là chúng ta phải xem trên cái điện thoại chúng ta là có dự báo thời tiết 7 ngày tới. Thì 7 ngày tới thời tiết là nhiệt độ nó ổn định, trời mát. Đấy, dao động nhiệt độ từ khoảng tầm 18 đến 32, 33 độ là những ngày đấy chúng ta đều có thể vào được giống. Những cái đấy thì nó sẽ giúp được bà con rất nhiều trong cái khâu là sốt ruột. Nhiều người chọn thế mùng 2 nó phải là ngày đẹp thì tôi mới vào giống nó nuôi thành công. Những ngày đấy rét đậm rét hại thế thì chúng ta lại vào giống ngày đấy thì là chưa biết thành công không, nhưng chết mất rồi. Vâng. Tức là trước khi mà bà con, quý vị khán giả mà muốn nuôi cũng như thế nào thì phải tìm hiểu cái điều kiện khí hậu, đúng không ạ? Vâng. Đầu tiên đi, để chia sẻ cái thời điểm này là cái thời điểm mùa xuân, đúng không ạ? Vâng. Cái thời điểm này cũng rất là thích hợp, không chỉ là con dúi mà tất cả ví dụ vật nuôi cũng như là một số những loại cây trồng, đúng không ạ? Thì cái thời điểm này là cái thời điểm rất là thích hợp và cái thời điểm thời tiết nó rất là ôn hòa và nó phù hợp, đúng không ạ? Thích hợp, đúng không ạ? Thì để mà nói thì cái giống dúi hiện nay, cái giống dúi nào mà hiện nay thì theo anh nó đang thì tiềm năng cũng như là cái nhu cầu nó rất là lớn ở thị trường. Tôi giới thiệu chung về các loại dúi. Nếu ở Việt Nam này tính ra có rất nhiều loại dúi có thể nuôi được. Nhưng mà để mà hiệu quả nhất thì nó chỉ có 1-2 loại thôi. Đầu tiên là dúi mốc bé này. Dúi mốc lớn này, dúi mốc đại. Đây, anh camera có thể quay vào đây ạ. Thứ nhất là tôi giới thiệu chung về cái loại dúi má đào. Thì cái dòng áo đào bây giờ có 2 loại, một loại lai của hàng Thái Lan, một loại của hàng Lào. Thì hàng Thái Lan thì nó với trọng lượng tối thiểu cũng phải 3 cân. Còn tối đa nó tầm 5,5 cân, có con đến 6 cân. Còn để mà tính với tốc độ trung bình chúng ta nuôi được sản phẩm thì nó rơi vào từ 4 đến 5 cân là tốc độ trung bình của loại dúi. Còn cái loại dúi mốc đại thì theo tôi ấy, ở đây thì nó sẽ có cái trọng lượng trung bình là trên dưới 2 cân. Còn những cá thể 3 cân với hơn 3 cân là cũng có. Đấy, một số trang trại giới thiệu là nuôi nhiều cái loại cá thể là nó lên đến 4 cân với lại 3 cân. Mà lại nói là cái trọng lượng trung bình nó không phải. Chúng ta chỉ tính là cái trọng lượng trung bình của nó tầm trên dưới 2 cân, 2,5 cân thôi, lột ra thôi. Đấy, thì đấy là giá trị kinh tế mà. Thì 2 loại đấy là bây giờ đang đang có giá bán cao nhất. Vâng. Nếu mà tính về giá thành của con thịt ấy, vâng, của con má đào thì bây giờ chúng tôi đang xuất 800.000 một cân. Vâng. Còn dưới mốc ấy, là rơi vào 500 đến 550 một kg. Vâng. Đấy. Thì hai cái đấy đều mang lại giá trị kinh tế rất là cao. Vâng. Cái giai đoạn mà cái size nào anh cho rằng là cái con dúi này nó sẽ phát triển mạnh nhất, cũng như là nó đảm bảo cho người nuôi nó, thứ nhất là về vấn đề là nó phát triển này, cái thứ hai nó không bị rủi ro, thì cái size nào theo anh thì nó sẽ là phù hợp nhất? Vâng. Theo tôi ấy, thì cái con dù ông nuôi cái con dúi mốc hay con dúi má đảo, vâng, thì khi vào giống đấy là chúng ta phải vào cái size nó đã qua cái thời gian cai sữa được khoảng tầm 2 tháng rồi. Vâng. Tức khi là con má đào, con dúi mốc tầm trên dưới 2 tháng người ta tách tùy vào cái con dúi nó trưởng thành nhanh hay chậm do cái số lượng đàn của mẹ nó nuôi được nhiều con hay ít con. À. Nếu nuôi nhiều con tất nhiên phải tách muộn, ít con thì chúng ta tách sớm. Dạ vâng. Nhưng nếu trong cái thời gian tách ấy, mất khoảng tầm 1 tháng đến 2 tháng là nó mất sữa thì con dúi nó sẽ xuống cân hoặc nó giữ cân, vâng, nó không lớn được. Vâng. Đấy là thời gian là nó yếu nhất trong cái thời gian mà chúng ta mua giống. Vâng. Thế thì nếu như chúng ta phải qua cái thời gian đấy, tức là từ 4 đến 6 tháng là đẹp nhất. Vâng. Có nhiều anh em bạn bè đến đây mua dúi ấy, thì cũng cứ yêu cầu là tôi mua cái loại vừa mới tách sữa, thì tôi cũng có nói riêng ấy, chúng ta đáng lẽ mua 10 đôi tách sữa tầm 3 tháng. Vâng. Thì chúng ta chuyển thành mua 7 đến 8 đôi cái loại 4 đến 5 tháng. À. Vẫn số tiền đấy nhưng ta được số lượng ít hơn một tí, nhưng mà được cái là chúng ta về không bị vất vả. Đảm bảo đúng không? Nó đảm bảo. Không do kinh nghiệm chúng ta vừa mới nuôi đâu còn kém, chúng ta không nên là mạo hiểm là với số tiền ít mà lại nuôi được nhiều. Dạ vâng. Đấy. Đừng có nghĩ đến cái việc số tiền ít chúng ta nuôi được nhiều. Dạ, chúng ta phải nuôi thế nào để bảo vệ được cái số lượng đàn đã, nó phát triển tốt thì nghĩ đến việc đẻ. Vâng. Có một câu hỏi của một bạn khán giả ở bên Nhật Bản có gọi điện đến chương trình, đó là em cũng đi xuất khẩu lao động được hơn 3 năm rồi, và em chuẩn bị về nước ấy, thì em đang muốn vào khoảng độ 10 cặp, thì anh Lâm có thể chia sẻ cho cho cái bạn đó, thì bạn ấy bảo là cái lợi nhuận cũng như là cái chi phí, thứ nhất là chuồng trại này, thì anh có thể tính toán một cách chi tiết hơn cho cái bạn đấy được không ạ? Nếu mà nuôi 10 cặp dúi ấy, thì chúng ta có 2 cái chuồng trại thì chúng ta phải tính toán. Vâng. Thứ nhất là cái khung chuồng trại bên ngoài, thứ hai là những cái ô chuồng bên trong. Vâng. Nếu trường hợp mà chúng ta đã có những cái chuồng trại sẵn rồi, vâng, đấy, chúng ta có sẵn rồi thì chúng ta chỉ cần là những cái chuồng trại nuôi gà, nuôi lợn, nuôi heo cũ ngày xưa chúng ta cải tạo lại thì làm khung bên trong này nó chỉ rơi vào khoảng tầm 5-70 nghìn một cái chuồng thôi. À. Đấy, 10 đôi 10 chuồng thì cũng hết khoảng tầm không đến 1 triệu. À. Còn nếu chúng ta mà phải để mà cải tạo nhiều nữa, chúng ta phải chống nóng linh tinh bên ngoài bên trong để cho phù hợp với thời tiết nuôi con dúi thì có thể là mất khoảng đôi 3 triệu. À. Còn nếu như bạn trẻ nào ấy mà chúng ta khởi nghiệp ngay từ cái nền móng đầu tiên, chúng ta phải xây dựng cả khung bên ngoài thì 10 đôi chúng ta cũng phải làm tối thiểu 20 mét vuông. À. Vì xây bé quá thì nó cũng rất là bé, nó phải bằng cái phòng ngủ chúng ta, to hơn phòng ngủ chúng ta thì được 20 mét thì chúng ta có không gian thoải mái nuôi. Sau này 10 con đôi đấy nó còn sinh sản ra con nó nữa, thì nó linh tinh thì cũng phải mất khoảng tầm 30 triệu tiền chuồng nếu chúng ta làm mới hoàn toàn, mà làm tiết kiệm. Còn nếu mà chúng ta mà làm cũ thì chả hết mấy đồng ạ. Vâng, tức là mình phải tận dụng được những cái, ví dụ như là ở quê mình thì nhà nào chắc chắn là cũng chăn nuôi đúng không ạ? Vâng. Thì mình tận dụng được cái cơ sở hạ tầng, chuồng nuôi của những cái con vật khác đúng không ạ? Mình cải tạo lại đúng không ạ? Thì mình giảm cái chi phí để đầu tư đúng không ạ? Với cái giá mà ví dụ 10 con đi ạ, thì một cặp giống bây giờ nếu mà đảm bảo cái size nó chuẩn nhất và nó đảm bảo nhất có thể, mà nuôi là ví dụ như là khoảng độ vài tháng là có thể là sinh sản được ấy, cái nuôi kêu sinh sản ấy, thì cái chi phí nó khoảng bao tiền? Nếu mà bạn mà khởi nghiệp mà nuôi con dúi mốc ấy thì chục cặp thì nó cũng chỉ hết khoảng 20 triệu cái loại chuẩn bị sinh sản. Vâng. Loại trên dưới trên dưới 1 cân một con ấy. Tức là bây giờ nó cứ tính 1 đôi là 2 cân đi. Vâng. Thì nó rơi vào có 2 triệu một đôi, nó rất là rẻ. Nhưng nếu mà chúng ta mua dúi má đào thì nó lại có 2 loại size. À. Một là cái size của hàng Lào thì nó chỉ rơi vào 3 triệu một đôi cái loại tầm cân con, 7-8 lạng. Nhưng hàng Má đào lai của Thái Lan này nó phải rơi 4-5 triệu một đôi, nó cao hơn rất nhiều. Vâng. Nhưng mà nếu mà ông mà hàng Lào mà ông bán nó thành hàng Thái Lan thì giá lại chung chung, nó lại cao hơn cái hàng bé mà nó thấp hơn cái hàng xịn của mình, nó gọi là hàng fake ấy. Vâng. Thì nó lại giá rất chung chung. Vâng. Nó sẽ sẵn sàng chiết khấu cao, báo giá bằng những chiết khấu cao xuống để bán. Đúng rồi. Đấy, đấy gọi là, nói chung là gọi là hàng fake ấy. Nó gọi là kiểu như là bán bia kèm lạc cái đúng không? Đúng rồi. Đấy, nó kiểu như thế. Hàng đấy là hàng không chuẩn. Vâng. Đấy. Còn nếu mà chúng ta mua cái loại vừa tách sữa 2 tháng thì nó có 2 lạng con đến 3 lạng con, thì thật sự là nếu những người nào có kinh nghiệm, thực sự có kinh nghiệm đã từng nuôi rồi, đấy, muốn vào giống thì tôi khuyên là mới vào cái loại đấy. Đấy, thì nó dễ, nó đã đỡ rủi ro đúng không ạ? Có tầm hơn 3 triệu một đôi thôi. Thật sự là thế. Đấy là giá chung, tôi đang nói giá chung luôn. Chứ còn thật ra là mình có bán đắt hơn người khác ấy thì người ta khách còn có mua đâu. Đúng không? Còn nếu ví dụ như thế là ông mua cái loại mà to hơn thì nó sẽ phải to hơn. Nhưng đối với các bạn trẻ vừa mới chăn nuôi cái loại này mà đừng có nghĩ là vào tôi có khoảng tầm 30 triệu tôi mua đấy chục đôi cái loại vừa mới tách sữa tôi về nuôi số lượng được nhiều. Đấy. Nhưng mà chưa chắc nó tỷ lệ hao hụt nó rất là cao, tôi chưa thể nói được tỷ lệ hao hụt bao nhiêu cả. Có những người rủi ro có thể là chết hết, đây chuẩn bình thường. Có những người chỉ chết 1-2 con thôi. Nó do cái người đấy nắm được kỹ thuật. Đấy. Thế thì chúng ta chỉ cần tăng cái kích thước lên, chúng ta mua cái loại trên dưới 1 cân một con đảm bảo về nó đảm bảo hơn. Chúng ta non kỹ thuật hay là kỹ thuật chúng ta dày dạn, chúng ta cũng rất là yên tâm về vấn đề vào giống. Đó thì phần nào thì anh Lâm cũng vừa chia sẻ cho bạn rồi. Thì trước khi mà nuôi ấy, thì mình cần phải là tìm hiểu thật kỹ đúng không ạ? Đúng rồi. Và phải đến tham quan những cái trại nó uy tín. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình không nên là mình nghĩ rằng là cái giá rẻ nó là sẽ là an toàn đúng không ạ? Bởi vì cái con dúi này cũng không đơn thuần, về nói dễ thì rất là dễ đúng không ạ? Nhưng mà khó thì có thể nói là khó nhất là cái khâu đầu tiên là cái khâu mà mình mới vào giống đúng không ạ? Vào giống đấy. Nó phải đảm bảo thì chúng ta bảo vệ được cái đàn đấy thì chúng ta sau này mới nghĩ đến việc sinh sản được. Đúng rồi, con giống nó tốt mình cứ nuôi cho nó tốt đi đã đúng không ạ? Và mình đầu tư một lần thôi. Chứ còn cái cảm giác mà ví dụ những cái bạn trẻ mà khởi nghiệp, bởi vì là những cái bạn trẻ thì vốn ít này, cái tính kiên trì không có này đúng không ạ? Lại thích được nhiều con giống. Đúng rồi, tức là muốn đốt cháy giai đoạn. Nó muốn người ta có những cái trang trại lớn như thế này thì người ta cũng phải trả giá và người ta cũng phải là có một cái đường đi nó dài đúng không ạ? Chứ còn nếu như mà thật sự cứ muốn là mua về xong vài hôm là đẻ, xong là cứ để bán bình thường thì thật sự thì ai cũng có thể làm được đúng không ạ? Đó, nên là những cái bạn trẻ mà khởi nghiệp thì nên tìm hiểu, thứ nhất là trên các phương tiện truyền thông đại chúng và cái mạng YouTube đúng không ạ? Thì nó sẽ sâu hơn. Và cái thứ hai nó là đến tham quan xem là người ta làm như thế nào. Đầu tiên là chuồng trại, cái thứ hai nữa là cái cơ sở vật chất cũng như là cái con người, và quan trọng là cái vấn đề là phòng bệnh đúng không ạ, và chữa bệnh đúng không ạ? Thì những cái đó nó là cái cơ bản nhất. Còn trong cái quá trình chăn nuôi thì có thể sáng tạo. Ví dụ chuồng này theo anh chia sẻ thì cái chuồng này thì đối với anh nó phù hợp đúng không ạ? Nhưng mà có thể là mình nuôi mình cảm thấy là mình muốn rộng rãi ra hơn đúng không ạ? Cái quỹ đất mình rộng hơn thì mình có thể làm rộng hơn cũng được. Đúng. Nếu trường hợp bạn trẻ nào muốn làm rộng ra tôi khuyến khích làm rộng. Chứ không ai bảo khuyến khích thu hẹp ra được, nhìn đến được nhiều chuồng. Đúng rồi. Nếu thu hẹp là rất nhiều rủi ro. Thứ nhất đấy là nó không không gian đi lại. Đúng rồi. Đấy, xong rồi nó dẫn đến cắn nhau, nó dẫn đến ốm đau do nó không được vận động. Đúng rồi. Rồi nuôi con trong cái chuồng kín như thế nó sẽ đùn rác thải lại rồi phân của nó dọn không kịp rồi đến lúc nó sinh bệnh sinh tật. Ông cứ làm rộng ra, làm rộng hẳn hơn tôi đi. Đúng rồi. Ông nhà ông có nhiều đất ông làm rộng ra. Đúng rồi. Trong cái quá trình mà nuôi thì mình phải sáng tạo ra đúng không ạ? Chứ không cần nhất thiết là ông bảo như này tôi phải như theo như này đúng không ạ? Đó, thì đây những cái ví dụ như là những cái loại là không ăn hết thì mình cũng phải dọn đi ông anh. Ví dụ như cái thức ăn, ví dụ như là đầu mẩu, ví dụ như là cái ngô với lại cái mía các thứ thì có phải bỏ đi không anh? Trong quá trình mà chúng ta nuôi mà cái đầu mẫu này nó thừa đến ngày thứ hai này, chúng ta phải nhìn vào hiện tượng của cái thức ăn của chúng ta nó chuyển màu chưa. Nếu cây khúc mía này là chúng ta nhìn hiện tượng này, như khúc này đây, như khúc này là chuyển sang màu vàng rồi này. Đây thâm rồi, thâm màu này là bắt buộc phải nhặt đi. Đấy, còn những cái này thì tươi mới, đang tươi mới. Nếu chỉ cần sơ đẩy cả cái này mà không nhặt ra nó chỉ ăn vào cái mốc này này, giống con người ta ăn phải 5 mốc đi ngoài luôn, đi ngoài độc ngay. Đấy, chính vì thế nên là chúng ta cũng phải trong quá trình cho ăn đấy là chúng ta không thể là những cái thức ăn nó đã hỏng rồi chúng ta nên vứt đi, và còn thức ăn nó đang còn tươi mới thì cứ kệ cho ăn ta tận dụng, chứ không thể là cứ sáng nó chưa ăn hết chiều vứt đi luôn được, như thế là rất là phí, mới lại tốn công sức chúng ta đi chặt tre chặt mía. Đúng rồi, đúng rồi. Với hai nữa là mình phải sát sao, liên tục sát sao, đúng không ạ? Mình phải đảo qua đảo lại, chứ không phải là ông cứ bỏ ông vứt vào đấy xong sống nào sống. Đó thì vừa rồi thì anh Lâm cũng vừa chia sẻ cho bà con cũng như quý vị khán giả, và nhất là các bạn trẻ mà vừa có gọi điện đến chương trình có nhờ tư vấn ấy, thì phần nào đó thì anh Lâm cũng đã chia sẻ một cách khá là chi tiết. Và trong khuôn khổ chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng phần nào đó truyền tải được một số cái kinh nghiệm của hợp tác xã nhân giống và bảo tồn động vật Thái Nguyên. Thì anh Lâm là cái người mà cũng rất là lâu năm nuôi con dúi này và cũng đang rất là thành công rồi. Và hiện nay thì ở trang trại anh Lâm thì cũng rất là nhiều cái loại size, đúng không ạ, và lựa chọn. Thì đây cũng có thể nói là một cái mô hình có thể bạn có thời gian, bà con có thời gian có thể đến tham quan và khảo sát xem là trang trại làm như thế nào. Thì một lần nữa rất là cảm ơn anh Lâm cũng đã dành thời gian để tiếp đón chương trình Nông nghiệp 24 giờ. Và thưa bà con, quý vị khán giả, với những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ trong chương trình thì hy vọng bà con và quý vị khán giả có thêm nhiều thông tin kinh nghiệm để lựa chọn cho mình một mô hình phù hợp với điều kiện gia đình mình. Và để được tiếp tục theo dõi những chương trình tiếp theo thì mời bà con và quý vị khán giả làm theo cách sau: đăng ký kênh Nông nghiệp 24 giờ và nhấn vào biểu tượng chuông bên phải màn hình. Và nếu muốn được kết nối với anh Lâm thì chúng tôi sẽ mời anh Lâm sẽ để lại số điện thoại cho bà con quý vị khán giả để bà con quý vị khán giả có thể tiện liên lạc và có thể trao đổi nhiều hơn về kinh nghiệm nuôi con dúi này. Vâng, rất cảm ơn chương trình đã lắng nghe tôi chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, giúp cho những bà con hoặc bạn trẻ nào mới khởi nghiệp có một cơ hội tốt để chúng ta có thể là vào được cái giống nó chuẩn một chút, đảm bảo an toàn. Nếu bà con muốn quan tâm đến cái con giống hoặc là học hỏi kinh nghiệm của hợp tác xã chúng tôi thì có thể đến tại hợp tác xã chăn nuôi và nhân giống bảo tồn động vật tại xóm Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Vâng, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại bà con và quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo ạ.